Sao thổi nó không kêu. Đùa, chán ghê hồn luôn. Trời ơi. Trời ơi, thiệt tình á, tôi lại cho ông thầy của tôi ghê hồn luôn, thiệt thiệt. Ôi. Xin chào các bạn. Tò te đây là ba càng hơi. Tò bên nào muốn chơi. Tóm lại là hôm nay là mình với ông thầy của mình đang ở Hồ Nai nha. Đang ở giáo xứ Xuân Lộc nha các bạn. Đang ở giáo xứ Xuân Lộc và Đồng Nai nha. Mà đi mà đến nỗi là đó các bạn thấy không? Đi rất kẹt rồi. Mình kêu là có nghĩa là thầy của mình á, có nghĩa là rất là nghiêm đúng không? Nhưng mà thật sự ra không nghiêm đâu nha. Nếu mà đi cùng với Hoài là cũng có lúc là không nghiêm đâu nha. Đây này, mua cái này để thổi nè. Mua cái này để thổi nha. Đó. Qua nhìn không? Trời ơi, trời ơi, có nghĩa là ở đây có nghĩa là ai cũng ở đây có nghĩa là ai cũng đang nhìn thầy trò mình luôn đấy nha. Đó. Có nghĩa là thầy mình cũng nghiêm lắm nhưng mà đu đeo theo mình á, hôm nay phải mua cái này nữa này. Đó. Mua này này. Đấy, cho thầy thổi. Nữa. Thôi thầy lại thầy mua cái này á. Thầy lại thầy mua cái này chơi. Này 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 này. Đây cũng mượn quay miếng nha anh. À, các bé thiếu nhi đây, đồ chơi đây các bé thiếu nhi ơi, đẹp chưa? Tăng tà la 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 tăng tà la 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 tăng đi hình kinh. Chịu không nổi nó, chịu không nổi nó. Đó. Ờ Doraemon nè, Doraemon bay. Bay 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 Doraemon bay. Doraemon rớt xuống. À, các bạn mà có coi được cái clip này thì các bạn bấm đi vô kênh Bình Phan Thanh nha, nhấn nút theo dõi của hai thầy trò mình nha. Bye bye mọi người.